Lâu lắm rồi mới sử dụng lại tai nghe cho chính cái góc ngồi của mình. Tại vì trước giờ mình toàn xài loa không à. Mà ngay bây giờ nó lại là một cái tai nghe của Razer nữa chứ. Rất lâu rồi mới xài lại một cái tai nghe của Razer. Đây là con Razer Black Shark V2 Hyper Speed, một cái tai nghe mới của Razer. Và cái phiên bản mình đang có đây là cái phiên bản màu trắng. Các bạn có thể thấy là cái thiết kế của cái tai nghe này nó rất là đẹp ha. Và sau khoảng hơn một tuần sử dụng, mình cảm nhận rõ ràng đây là một cái tai nghe mà nó tối ưu cực kỳ tốt dành cho những anh em mà hardcore gaming, những anh em mà rất thích chơi game, mà nhất là mấy cái game bắn súng á, thì các bạn thực sự là cần một cái tai nghe tốt giống như thế này. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Tài Xài Tech. Nếu như các bạn thấy các nội dung mà mình chia sẻ nó hay thì các bạn để lại cái nút đăng ký để ủng hộ mình ha. Tại vì trong năm nay mình đang mong muốn là đạt được 100.000 người theo dõi. Khi các bạn đi tìm mua tai nghe trên thị trường hiện tại thì có rất là nhiều thương hiệu đúng không? Thì Razer họ cũng có những cái tai nghe và họ đã làm những cái series Black Shark như thế này từ rất là lâu rồi. Ngoài ra thì họ còn có những cái tai nghe Razer Barracuda đó, thì các cái hình ảnh thì các bạn đang thấy ở đây. Những cái tai nghe Black Shark các bạn sẽ thấy là cái thiết kế của nó nhìn khá là giống những cái tai nghe của phi công ở trên máy bay á. Cái series Black Shark V2 của Razer nó sẽ có 3 cái phiên bản khác nhau. Một là Black Shark V2X, thứ hai là Black Shark V2 Hyper Speed và thứ ba là Black Shark V2 Pro. Thì cả ba cái phiên bản này nó khác biệt chủ yếu là cái con X là cái con cắt giảm nhiều nhất, thì chủ yếu là nó sử dụng có dây ha. Thì dây của nó sẽ có hai loại, một là dây jack 3.5 và hai là dây USB. Các bạn có thể tìm mua tùy theo cái sở thích. Thứ hai là những cái con Hyper Speed như thế này là nó sẽ nằm tiệm cận với những cái con Pro. Đó là những cái con tai nghe wireless, những cái con tai nghe không dây. Những các bạn mà không có thích mua những cái con tai nghe mà nó hơi lằng ngoằng thì các bạn tìm mua mấy cái con Hyper Speed như thế này, và cái phiên bản cao cấp nhất là cái phiên bản Pro. Nhưng mà mình thấy là cái gap giá của những cái con Hyper Speed và Pro nó cũng khá là nhiều á, cho nên là nếu như các bạn cảm thấy là cái mức hậu bao của mình nó không có cho phép thì những cái con Hyper Speed như thế này là nó đủ ngon rồi. Các bạn nhìn cái tai nghe thấy nó khá là to, nó khá là tròn đúng không? Các bạn sẽ nghĩ là nó khá là nặng nhưng mà thật ra không phải. Cái trọng lượng của nó rất nhẹ luôn các bạn. Cho nên là khi các bạn đeo lên trên đầu các bạn sẽ thấy là cái trọng lượng nhẹ như thế nó khiến cho cái phần mà cổ, vai và gáy của các bạn nó không có bị đè một cái lực quá nặng xuống. Sẽ không có quá nhiều tai nghe trên thị trường cố ý là tối ưu dành cho cái phần trọng lượng mà nó nhẹ được như thế này. Đa phần là các bạn sẽ thấy ha, những cái tai nghe khi mà nó đi theo cái kiểu thiết kế là cái vật liệu được làm bằng kim loại thì nó sẽ khá là nặng. Razer họ chọn một cái loại vật liệu đó chính là nhựa thôi, ở trên chính cái phần tai nghe này, và nhựa của họ là nhựa tái chế ha. Các bạn sẽ thấy là cái texture ở trên cái phần nhựa này nó khá là sần sùi, nó giống như là những cái con chuột như là Razer DSD V3 mà những cái phiên bản cũ đó. Và các bạn thấy là cái tai nghe này nó vẫn có thêm một cái logo của Razer nhưng mà không có LED ha. Cái phần headband thì Razer họ cũng đóng thêm một cái logo nhỏ trên này, và hai cái phần ngoài của ear cup nó có thêm hai cái thanh nhựa giống như thế này, và nó khiến cho tổng thể cái tai nghe các bạn thấy là nó hạn chế vật liệu nhất có thể để nó tối ưu dành cho cái phần trọng lượng. Và mình thấy là Razer họ đã phối màu cho chính cái phiên bản màu trắng này nó rất là đẹp luôn. Các bạn có để ý là những cái chi tiết màu đen họ cố ý là đưa nó vào trong, nó giúp những cái chi tiết màu đen này nó sẽ trùng với lại cái màu tóc của con người, còn những cái chi tiết màu trắng thì nó lộ, nó tỏa ra bên ngoài. Cho nên là nhìn tổng thể chỉ với hai màu đen và trắng thôi, cái tai nghe này nó đã thu hút mình ngay từ lần đầu tiên. Mình nhắn tin liền cho những anh chị ở bên Razer là cho mình mượn cái con này để review đi, tại vì mình thấy cái ngoại hình của nó quá là đẹp luôn, và cho tới bây giờ mình vẫn thấy cái thiết kế này nó rất là đẹp nha anh em. Liên quan tới cái trải nghiệm sử dụng của bạn thì trên cái tai nghe này nó có thêm một số những cái nút chức năng. Đầu tiên là cái núm để tăng giảm volume. Mình rất là thích cái núm xoay này luôn, mình sử dụng rất là nhiều luôn. Khi mà có cái núm xoay này các bạn không cần phải đưa cái tay ra xa để mà vặn ở trên cái bàn phím, hay là trong tình huống thậm chí cái bàn phím của bạn còn không có cái núm để vặn á, thì các bạn vặn ở trên cái tai nghe này là ok. Tại vì nó đã đồng bộ cái phần là tinh chỉnh âm lượng với lại Windows rồi, các bạn không cần phải vừa chỉnh cho tai nghe mà vừa chỉnh cho Windows nữa, nó đỡ mất công hơn. Và tất cả những cái nút này nó được bố trí để đưa ra ngoài sau, để khi các bạn mà đeo cái tai nghe vào nó giống như này nè. Đây, mình đeo vào ha. Thì các bạn thấy là cái ngón tay cái của mình nó dễ dàng để chạm tới từng cái nút này, và cái vị trí của nó đủ xa để các bạn biết là cái nút nào nó là cái nút nào. Chẳng hạn như là cái nút mà sát nhất với là cái cổng sạc thì nó là cái nút để bật tắt nguồn cái tai nghe, còn cái nút để mà đưa ra ngoài sau là cái nút để mute cái micro. Và khi các bạn thao tác thì ở trên cái tai nghe nó đều có báo hiệu cho các bạn biết là các bạn đang thao tác cái gì, tức là ví dụ như là power on hay là power off hoặc là mute cái mic, ví dụ như thế. Còn ở bên phải mà đưa ra ngoài sau là cái nút để các bạn có thể switch được cái chế độ kết nối. Tức là cái tai nghe này nó sẽ có hai cái chế độ kết nối chính, thứ nhất là receiver 2.4 GHz và thứ hai là Bluetooth. Cho nên là nếu như các bạn có nhiều cái thiết bị ở trong nhà mình, chẳng hạn như là cái máy tính chính của bạn dùng để chơi game đó, thì các bạn có thể kết nối với lại cái receiver để cái độ trễ của nó là tối ưu nhất có thể. Nhưng mà nếu như các bạn cũng có thêm những cái laptop giống như mình thì các bạn chỉ cần kết nối với lại Bluetooth thôi. Các bạn vừa đeo một cái tai nghe đúng không, các bạn ngồi bên góc bên này thì các bạn chơi với lại máy tính, còn nếu như mình ngồi bên cái góc bên kia thì mình sẽ sử dụng cái laptop để làm việc, thì mình không cần phải tháo tai nghe ra. Tại vì như mình nói là cái trọng lượng của nó rất là nhẹ, cho nên là khi các bạn sử dụng cho nhiều cái mục
mục đích khác nhau á thì nó vẫn ok và các bạn có thể đeo ở trong một khoảng thời gian khá là dài. Hai cái phiên bản thấp cấp của cái dòng Black Shark V2 á là V2X với lại là V2 Hyper Speed giống như mình nè, thì nó sẽ không thể tháo được cái micro ra. Cho nên là trong quá trình sử dụng của mình á là mình hay ngồi ở tại nhà, mình vừa làm việc, mình vừa chơi game, mình vừa ăn uống ở trên cái bàn này luôn, thì nó bị một cái tình trạng là những cái vết dơ của đồ ăn á, tại vì cái mic nó đưa khá là gần miệng á bạn, mặc dù là mình đã cố ý là bẻ nó xuống như thế này rồi, nhưng mà khi mà mình múc đồ ăn lên đúng không, múc từ dưới lên như thế này, ví dụ mình cầm cái tô cơm đấy thì mình múc từ dưới lên nó vẫn bị đụng trúng cái này. Cho nên là mình thấy cái chuyện mà micro không thể tháo rời là một cái hạn chế khá là lớn. Thì cái này nó là một cái tình huống có thật, có thể là các bạn sẽ lỡ đưa cái đồ ăn của bạn vào trong cái mic này, thì đương nhiên là cái bông lọc mic này các bạn có thể tháo ra rất là dễ dàng thôi. Đây đó, rồi các bạn có thể đem đi vệ sinh nó, không có vấn đề gì hết. Micro của những cái dòng Black Shark từ trước đến nay người ta đánh giá rất là cao là tại vì cái micro của nó là micro hai hướng, nó không phải là chỉ một cái micro mà hướng vào trong mà nó còn là một cái micro để đưa ra ngoài. Cái lý do để mà Razer họ làm như thế là để nó có thể tối ưu hơn dành cho cái chuyện là chống ồn chủ động ở trên cái micro của bạn. Tức là khi các bạn sử dụng cái micro á thì mic nó sẽ đồng thời là thu cả hai hướng luôn. Cái hướng bên ngoài á là nó sẽ lấy những cái mẫu của tạp âm xung quanh, còn cái hướng bên trong là nó lấy cái voice của bạn. Để khi đó các bạn sử dụng cái phần mềm là Razer Synapse á thì các bạn có thể hoàn toàn kích hoạt cái tính năng noise cancelling lên. Nếu như các bạn đang làm streamer tại gia mà ở mức nghiệp dư đó thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng chính cái micro này để làm livestream luôn, không cần phải đi mua những cái micro rời. Tại vì rõ ràng một cái micro mà nó càng gần miệng á thì cái khả năng giao tiếp á nó sẽ lại càng thuận tiện hơn. Các bạn đỡ phải cắm micro rời hay là setup này kia, các bạn ghi một cái tai nghe như thế là đủ ha. Mình mời các bạn nghe thử một số những cái sample mà mình đang ghi âm ở trên chính cái tai nghe này. Xin chào các bạn, mình đang test cái audio ghi ra từ con Razer Black Shark V2 Hyper Speed. Mình đang để cái âm lượng microphone là 80%. Đây là cái âm thanh của mình khi mà chưa kích hoạt bất cứ những cái chức năng gì. Đây là cái âm thanh của mình sau khi mà bật cái tính năng vocal clarity để tăng thêm cái độ rõ cho cái giọng nói của mình. Đây là cái âm thanh của mình khi mà đang bật cái tính năng noise cancelling. Các bạn có thể nghe được ba cái chất âm là khác nhau. Thêm một chút ít nữa về cảm giác đeo ở trên cái tai nghe này thì các bạn sẽ thấy là cái phần bông mà Razer họ đã cố ý thiết lập ở trên cái tai nghe, ở hai cái phần mà bass của tai nghe nè và ở trên cái phần headband nè, thì tất cả mọi điểm nó đều cực kỳ mềm mại, nó êm lắm các bạn, nó rất là dày. Nên là khi các bạn đeo vào cái shape của nó, tức là hai cái bên lỗ tai nè và ở trên cái phần đầu của bạn nó đều được có một cái lớp bông dày nó tựa vào trong đấy. Nên là khi các bạn đeo các bạn sẽ thấy là ồ, nó vừa nhẹ mà nó vừa mềm mại nữa, rất là thoải mái luôn. Và khi các bạn nhìn vào trong cái bass này, các bạn để ý nha, là Razer họ đã thiết kế cái phần chất liệu và bề mặt của nó khá là thú vị luôn. Cái phần size mà hướng vào trong cái da của anh em mình đó, nó không phải là da. À, các bạn nhìn không, nó là một cái lớp lưới, nó chỉ đơn giản là một cái lớp vải siêu mịn thôi, nhưng mà cái phần mà bao bọc xung quanh nó lại được cố ý là làm bằng da, kể cả là bọc ở phía mặt trong hay bọc ở ngay phần mặt ngoài nó đều được làm bằng da. Để chi? Để giúp cho các bạn khi mà đeo vào cái phần lưới này nó tì vào trong da của mình, nó không có bị nóng cái phần da ở ngay xung quanh cái vành lỗ tai, mà trong khi đó là cái phần da ở trên cái bass này nó giúp cho các bạn có thể ngăn được cái âm thanh xung quanh. Khi mà mình vừa đeo cái tai nghe này vào những cái thời điểm đầu tiên á, mình vừa đeo vào là mình cực kỳ hết hồn luôn. Mình nghĩ là ủa, cái tai nghe này nó có bật ANC hả ta, tức là nó có chống ồn chủ động hả ta. Nhưng mà thật ra không phải, là tại vì họ đã cố ý thiết kế cho cái phần bass này á, nó có một cái da bao bọc ở ngay cả bên trong và bên ngoài. Cho nên là khi các bạn đeo vào, các bạn sẽ được tận hưởng trọn vẹn cái phần âm thanh nó phát ra từ trong cái máy tính của anh em. Anh em không có bị sao nhãng với những cái âm thanh xung quanh. Mà như mình nói với các bạn là cái phần bass này nó rất là mềm nha, nó siêu mềm luôn, đeo rất là thoải mái. Nhưng mà để trả lời tiếp tục cho các bạn là ủa, vậy thì đeo cái này nó có bị nóng hay là không, nó có bị bí hay là không, thì mình thấy là nó vẫn bị nóng nha các bạn. Tại vì bọc trong và bọc ngoài của nó vẫn là da, cho nên là nếu như các bạn có sử dụng, mình gợi ý là các bạn sử dụng ở trong cái điều kiện là có bật điều hòa nha. Còn nếu như các bạn không có bật điều hòa thì đeo thì nó vẫn nóng. Và đến với cái phần chính của một cái bài review về tai nghe, đó chính là nghe nó có hay không vậy anh, nghe nó có ổn không vậy anh, thì mình sẽ trải nghiệm cho các bạn về hai thứ. Thứ nhất đó chính là cái chuyện mà mình đeo để chơi game nó có tốt hay là không. Tại vì cái con tai nghe này là tai nghe dùng để chơi game mà không nói về game thì nó sai quá. Và thứ hai là mình đánh giá về cái chất âm của cái tai nghe này thì liệu nó nghe nhạc có hay hay là không. Rồi, ok. Cái phần chơi game là một cái phần mà mình siêu ngạc nhiên luôn. Mình cũng có một cái tai nghe ở trong nhà, nhưng mà cái khả năng định hướng của nó ở trong các cái game FPS nó không thể nào bằng con tai nghe này được. Mình nghĩ là cái chuyện mà các bạn có thể nghe được các cái chi tiết ở trong game một cách rõ ràng nhất á, rõ ràng nha, nó đến từ hai thứ. Thứ nhất là tối ưu về phần mềm của chính cái hãng làm tai nghe, và thứ hai là tối ưu về phần cứng, để làm sao cái driver của cái tai nghe đó nó phát ra những cái âm thanh nó đủ nhiều, nó đủ chi tiết ở các cái tần số, để khi các bạn chơi vào trong game á, các bạn sẽ nghe được từng cái tiếng nó rất là nhỏ, chẳng hạn như là tiếng bước chân của kẻ địch nghe nó phải rất là rõ ràng, tiếng bom, tiếng đạn, những cái tiếng xào xạc, những cái tiếng khói nổ ha, thì các bạn có thể nghe một cách rõ ràng. Thì mình thấy là nó phải đến từ hai thứ, và cả hai thứ này chính cá nhân mình nha, mình thấy là
Razer đã làm quá tốt. Đối với mình đó là một cái thằng cực kỳ gà mờ, mình không có chơi mấy cái game FPS đâu, mình chỉ là chơi cưỡi ngựa xông hoa thôi, chơi cho có thôi. Nhưng mà khi mà mình chơi ở trong cái game Valorant á, mình có thể nghe cực kỳ rõ những cái tiếng bước chân của kẻ địch luôn. Và nghe nó rõ tới nỗi là mình có thể biết được rằng là à thằng đó nó đang ở xa hay là đang ở gần. Rồi cái thằng đó nó vừa mới spawn ra, tức là nó mới vừa hồi sinh đó, nó mới vừa hồi sinh ở một cái địa điểm nào đó. Rồi có cái thằng nào đang chạy lại, thằng kia đang chạy tới, vân vân. Thì cái khả năng nghe được của cái tai nghe này nó giúp cho mình có thể định hướng ở trong game quá tốt. May là mình rất là gà luôn á nha, tức là mình có thể biết được rằng nó ở đâu, nhưng mà cái tay của mình với lại phản xạ nó chưa có đủ pro á, nó chưa có đủ nhanh để mà mình có thể tiêu diệt kẻ địch. Nhưng mà mình tin chắc là những bạn mà đang hack game, các bạn đã quen, các bạn đã có một cái game sense á, tức là một cái giác quan ở trong game rất là tốt rồi đó, thì mình tin chắc là các bạn có thể làm chủ được cái ván đấu của mình một cách tối đa nhất đối với những cái tai nghe tốt giống như thế này. Đây là trong cái game Valorant ha, mình sẽ cho các bạn coi cái khả năng định hướng của nó dựa trên cái phán đoán của mình nha. Nè bên trái nè, có hai người luôn. Rồi bên phải ở dưới nè. Đấy các bạn thấy không? Nè bên trái nè. Nè bên trên nè, ở trên nè, hai người nè đang bắn nhau nè. Nè bên này nè. Đó, các bạn thấy không? Mình nghe được rõ ràng luôn á. Nè bên trái nè, đang đi ở trên cái sàn gỗ nè. Rồi bên phải có người mới hồi sinh nè. Đó, đương nhiên là với những bạn mà không có chơi FPS game, các bạn chỉ đang chơi mobile game này kia thôi, thì mình nghĩ là những cái tai nghe như thế này là nó không cần thiết lắm ha. Nhưng mà nếu như các bạn thực sự là một FPS gamer, các bạn là một người mà chơi game để thắng, các bạn rất là quan trọng, các bạn rất là nghiêm túc cho những cái ván đấu của mình á, thì một cái tai nghe xịn như thế này nó thật sự là một cái trợ thủ cực kỳ đắc lực luôn. Và bây giờ mình mới thấm thía được cái câu chuyện là gear của bạn mà xịn á, là bạn sẽ có một cái trải nghiệm chơi game rất là tốt ha. Tại vì nó tạo ra một cái sự thoải mái là đến mức tối đa khi các bạn chơi ở trong các cái game của mình. Cho nên là nếu như các bạn thật sự là chơi game nghiêm túc, một cái tai nghe như thế này sẽ rất là hợp lý với anh em. Còn về cái phần nghe nhạc ha, thì thật ra là mình cũng không có quá nhiều kinh nghiệm ở trong cái chuyện là đánh giá về chất âm nghe nhạc, tức là về bass hay là middle vân vân á, thì mình thấy là mình không có quá nhiều những cái khả năng để truyền đạt và chia sẻ về nó, tại vì cái khả năng nhận biết của mình nó cũng khá là hạn chế thôi. Nhưng mà nếu như các bạn muốn làm chủ nhiều cái thông số thì ở trong phần mềm Razer Synapse nó đã cho phép các bạn có thể tinh chỉnh khá là nhiều. Và các bạn thấy là cái nút ở bên phải mà hồi nãy mình nói là nó switch cái chế độ Bluetooth không? Thì thực tế là khi các bạn đè lâu vào thì nó sẽ chuyển sang Bluetooth mode. Nhưng mà nếu như các bạn tap nhanh á, thì nó sẽ chuyển sang những cái chế độ nghe khác nhau. Cái setup mặc định của cái phần mềm cho các bạn vừa mua về luôn, các bạn ấn một cái nó sẽ chuyển sang các cái chế độ khác nhau. Nó có những cái mode mặc định như là custom, đó là nó sẽ được setup cho nó flat, nó phẳng luôn và chưa có tinh chỉnh gì hết các bạn. Và trong phần mềm các bạn cứ kéo theo tay của các bạn ha. Rồi cái mode thứ hai đó chính là game, tức là nó sẽ cố ý tối ưu cho những cái âm thanh như là tiếng bước chân nè, tiếng khói nổ vân vân đấy. Rồi nó có chế độ movie, tức là chế độ xem phim ha, nó sẽ cố ý là kéo theo cái shape hình cánh chim á, tức là nó sẽ tăng cái EQ theo cái bass với lại là treble, để khi các bạn nghe thì các bạn thấy là cái âm thanh nó nổi nhất có thể, nhưng mà cái khả năng chính xác của âm thanh thì cái này nó không còn cao nữa. Và cuối cùng là music, thì cái rap của nó sẽ cố ý là tăng một chút ít về bass và nó sẽ giảm cái phần treble xuống, để khi các bạn nghe nhạc á, thì cái âm thanh nó sẽ có thể sôi động hơn. Thì đó là cái khả năng custom của EQ ở trong phần mềm. Các bạn hoàn toàn có thể vào đó các bạn chỉnh tay thêm ở trên những cái custom mode á, họ có thêm vài cái mode cho các bạn tùy ý nữa, thì các bạn cứ vào trong các bạn kéo theo ý thích thôi ha. Và ngoài ra ở trong tai nghe còn có thêm cái khả năng để các bạn có thể bass boost hoặc là treble boost, tức là nó giúp cho các bạn còn boost nhiều hơn nữa vào cái bass hoặc là cái treble của chính cái tai nghe này. Đương nhiên là nếu mà so về những cái chất âm của những cái tai nghe mà chuyên nghe nhạc luôn á, thì mình nghĩ là nó sẽ không bằng đâu, tại vì đây vẫn là một cái con tai nghe mà dành cho gaming, nhưng mà ít nhất là các bạn vẫn có thể tinh chỉnh theo ý thích của mình. Về thời lượng pin ha, thì chính cái con tai nghe này nó sẽ có một cái thời lượng pin mà Razer công bố là lên tới 70 tiếng. Thì cho tới bây giờ ở trong cái phần mềm của mình là mình sử dụng con tai nghe này được khoảng 2-3 ngày, mình chưa sạc lại, 2 ngày thì nó vẫn còn là 58%. Mà cái thời gian sử dụng của mình trong những ngày vừa qua là mình không sử dụng loa nha, mình chỉ only tai nghe thôi. Và các bạn biết là mình ngồi máy tính khá là nhiều luôn á, mình ngồi edit video, mình chơi game từ khoảng 6 giờ sáng cho đến cỡ đâu đó 6 giờ tối, thì tức là mỗi ngày mình sử dụng khoảng 12 tiếng liên tục. Đương nhiên là mình sẽ không phải là khi nào mà mình cũng cần phải nghe âm thanh ở trên tai nghe. Có những cái lúc mà mình chỉ lướt mạng xã hội này kia, coi boss này kia, hoặc là mình chỉ chỉnh ảnh này kia đó, thì nó không có cần phải nghe âm thanh. Nhưng mà nhìn chung là mình sử dụng cũng với một cái cường độ khá là nhiều đó anh em. Thì với cái mức pin này mình nghĩ là nó có thể sử dụng được thêm đâu đó cỡ 3-4 ngày nữa. Thì nếu mà up to 70 giờ, nó cũng đúng, nó cũng khoảng là 70 giờ đó. Đương nhiên là cái cường độ mỗi người sẽ khác nhau, với lại là nó còn tùy theo là cái việc là anh em tinh chỉnh cái âm lượng của nó là lớn hay nhỏ nữa. Thì như mình nha, là mình chỉ thường sử dụng đâu đó cỡ
40% âm lượng thôi. 40% âm lượng với mình là nó cũng đã rất là lớn rồi. Thường thường là chỉ tầm 35 thôi. Cho nên là nếu như các bạn có sử dụng thì mình tin chắc là pin của con này nó khiến cho các bạn cảm thấy hài lòng. Sẽ có rất là nhiều bạn đặt cái câu hỏi là: ủa, bây giờ một cái tai nghe mà không dây đó thì nghe nó có bị trễ nhiều không anh? Nghe nó có khó chịu không anh về cái độ trễ? Thì thật ra là mình thấy là Razer họ cố ý là bên trong cái box của nó không phải là một cái receiver nhỏ nhỏ nữa các bạn, mà họ đưa cho các bạn một cái dongle luôn, một cái cục dongle cỡ lớn luôn để các bạn có thể kết nối với lại cái máy tính của mình. Thì thật ra nha, là mình không phải là một gọi là pro player FPS, cho nên là mình không có dám đưa ra một cái nhận định chính xác. Nhưng mà với cái giác quan của mình á, thì mình thấy là cái phản ứng ở trong game với lại là cái mà mình nghe được á, là nó gần như không có độ trễ. Đương nhiên là những cái bạn mà rất là pro á, thì nhiều khi các bạn sẽ có một cái cảm nhận khác mình. Nhưng mà cho tới bây giờ thì mình thấy là cái độ trễ khi mà mình chơi ở trong các cái game của mình, như là bắn Valorant, như là chơi Liên Minh Huyền Thoại, hay là cả khi mà mình chỉnh sửa video nè, mình play rồi mình pull nó lại đó, thì cái âm thanh của nó không có độ trễ nha các bạn. Mình nghe rất là ổn luôn. Cho nên là nếu như mà nói về độ trễ thì mình nghĩ là nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy hài lòng, các bạn yên tâm ha. Vậy thì qua cái video này mình đã chia sẻ cho các bạn rất là đầy đủ về chính cái con tai nghe Razer V2 Hyperspeed này. Mình hy vọng là các bạn sẽ thích cái bài đánh giá này. Mình tổng quan lại nha, theo cái cảm nhận của mình là mình thấy rất là ok, rất là hài lòng với cái sản phẩm này, và mình thấy nó rất là đáng mua luôn á. Nếu như các bạn thật sự là thích một cái sản phẩm của Razer, các bạn thích một cái tai nghe mà với cái shape như thế này, nhìn nó rất là giống một cái tai nghe của phi công ha, các bạn thích cái màu trắng, các bạn thích cái cách phối màu, các bạn thích cái thương hiệu, các bạn thích những cái tính năng mà nó đang sẵn có, thì các bạn có thể lựa chọn một con Razer V2 Hyperspeed. Mình sẽ để cái link của Shopee ngay phía bên dưới cái official store của Razer, và có thêm vài cái voucher giảm giá với số lượng cực kỳ giới hạn nha, chỉ có khoảng 5 slot thôi, thì các bạn cũng có thể cân nhắc là mua một cái con này để mà chơi game. Mình tin chắc là nếu như các bạn mà cảm thấy là cần những cái thứ mà mình đã nói trong cái video này, thì các bạn cũng sẽ có một cái trải nghiệm tương đương, và nó rất là ổn dành cho cái chuyện là các bạn làm việc hay là chơi game. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video, và nếu như các bạn muốn mình làm thêm những cái sản phẩm gì đó khác nữa thì các bạn cứ comment lại ở phía bên dưới. Mình sẽ cố gắng làm sớm nhất có thể. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn các bạn.